Chị Hân cần mua cái máy hút sữa. Khiếp. Cái máy bé tí đấy mà tận gần 500 nghìn. Thế sao nữa, nuôi em bé hả, mắc tiền lắm á. Nhưng mà yên tâm đi, vì Hân, anh sẽ cố gắng đầu tư. Yeah. Phải cả phiền phức. Mà này, anh thích cô ta thật đấy à? Mày ở với anh, mày biết tính anh rồi. Yeah. Em biết mà, miễn là đàn bà và con thở là anh thích hết. Chào Tâm. Lúc nãy anh có thử rồi, nhưng mà anh thử bằng tay nó chưa có chính xác lắm. Anh muốn thử trực tiếp á. Tâm cho anh thử trực tiếp được không? Nhà em có ti giả đấy, anh có muốn thử không ạ? Ti giả hả? Dạ. Thôi tính tiền luôn. Hey. Lâm. Nhi kìa. Ui. Để anh ra anh gọi. Nhi ơi, Nhi! Nhi ơi! Nhi ơi! Anh bị điên à? Anh làm trò gì đây? Gì là cái gì? Anh với Nhi quen biết nhau ra chào hỏi nhau chuyện bình thường mà. Anh nói cho mày biết, trong tình yêu mà sĩ diện chỉ đi làm từ thiện như thằng khác thôi. Yêu là mình phải xông lên mình giành lấy, hiểu không? Sao mà em phải xông lên? Anh ơi, cô ta là người đạp em ra mà. Là cái giọng sĩ. Nhìn vô mắt mày, anh biết là mày yêu Nhi, đúng không? Anh chưa bao giờ thấy mày yêu ai mà nghiêm túc như là yêu Nhi. Vậy mà Nhi nói chia tay một cái là mày ok ngay. Tại vì em không cần ai mà không cần em nữa thôi, ok. Con Nhi nó cũng nghĩ như vậy. Nhi cũng nghĩ là mày không cần Nhi, rồi Nhi cũng chẳng cần mày. Trong tình yêu là mình phải thử mọi cách. Từ nào hết cách thì mình mới buông bỏ. Thậm chí là mình phải quỳ xuống cho người ta thấy cái tấm chân tình của mình. Mày hiểu không? Ông nói như ông biết lắm ấy. Ông thì biết cái gì về tình yêu? Không biết. Ông gặp đàn bà chỉ có suốt ngày. Ai nói mày hời hợt chị? Anh là phải chi tiết lên. Kinh quá ông ơi. Kệ mày á. Tình yêu có được hay không là do bản thân mày. Nhưng mà theo anh nghĩ, phải xông lên, mày giành lấy. Chứ không là thằng khác nó lấy liền. Ok. Giờ anh về anh bắt sữa cho Hân. Em tính tiền cho thằng này. Anh mua về rồi nè. Nguyên một dãy luôn. Hoa cả mắt, lựa mãi mới được. Anh chỉ ướm bằng tay không biết có vừa không. Nếu mà không vừa em kêu anh đi đổi khác nha. Em cảm ơn anh. Khi nào có tiền thì để em gửi lại cho anh á. Có vài triệu thôi, không có gì đâu. Miệng em mà con vui là anh vui rồi. Này, anh nói nghe cứ như người một nhà ấy nhở. Thì Hân mà con ở đây cũng như là người một nhà rồi. Em vô thử coi vừa không, để anh phụ em một tay. Thôi không cần đâu ạ, cái này em tự làm một mình được. Cái này tự làm một mình được hả? Ê, ông vô duyên vừa rồi. Người một nhà mà.